Quý vị, chiều ngày 27 tháng 5, Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Đức Thọ cho biết, vượt ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính với chủ thể thiết lập và cung cấp kênh Timmy TV. Chủ thể này bị phạt 15 triệu đồng với hai hành vi vi phạm: cung cấp thông tin trên môi trường mạng gây ảnh hưởng đến sự phát triển lành mạnh của trẻ em. Thông tin có nội dung mê tín dị đoan và nội dung kinh dị rùng rợn. Ngoài ra, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh cũng yêu cầu chủ thể thiết lập phải đóng kênh YouTube Timmy TV trước ngày 28 tháng 5 năm 2021. Trước đó, Cục Trẻ em thuộc Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã có công văn đề nghị Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an kiểm tra và có biện pháp chặn, gỡ, xóa kênh và xử lý theo quy định để bảo vệ trẻ em trên không gian mạng. Theo ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục Trẻ Em, nhiều bậc phụ huynh đã gửi thông tin tới Tổng đài Bảo vệ Trẻ Em 111 phản ánh về kênh Timmy TV có chứa thông tin độc hại với trẻ em. Kênh YouTube Timmy TV xuất hiện hơn 2 năm và đến nay đã có hơn 772.000 người đăng ký theo dõi. Người xem chủ yếu là học sinh và trẻ em tuổi mầm non, nhưng kênh này chứa nhiều nội dung độc hại.